À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Chocho Vương Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của đế quốc Đông La Mã để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì các bạn biết rồi, bắt đầu mình đã đổ bộ lên đất Ý và hiện tại mình đã kiểm soát được miền Nam nước Ý. Còn miền Bắc nước Ý thì bây giờ nó chỉ là một đống tro tàn. Thì mình sẽ khôi phục lại cái miền Bắc nước Ý này. Thế là xong. Là mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ lịch sử. Và đối với vấn đề công nghệ thì hiện tại mình đang dừng, không nâng cấp đến đây. Tại sao? Bởi vì nếu mình nâng đến đây nữa thì mình sẽ bị vô hiệu hóa hệ thống nước. Mình không nâng cấp được hệ thống nước, hơi dở hơi. Nên là mình tạm dừng cái hệ thống nước ở đây. Còn đối với các cái vùng này thì kế hoạch của mình là lượt sau mình sẽ cử quân đội lên. Thấy có cái hạm đội quân đoàn này đóng đây đã. Từ từ đã, chúng ta cần có một quân đoàn nữa lên đấy để... Quân đoàn này sẽ đóng vào đây. Mà thực tế mình không biết có cần thiết không nhỉ? Rồi sau mình sẽ mua quân thêm này. Đây nữa này. Đấy. Các quân đoàn thì dần dần sẽ được rút về và chúng ta sẽ mua quân. Có thể mình sẽ thành lập các cái quân đoàn. Mình sẽ bỏ đi bớt các cái đội lính cung này đi. Sau dần mình sẽ trang bị bằng lính kiếm hết. Rồi. Cũng có thể mình không cần dùng đến đội xạ kỵ nữa. Thôi kệ. Các cái đơn vị đi du mục này để một vài thằng cũng tốt. Các cái phía nam thì mình vẫn đang duy trì ít nhất là 3 quân đoàn ở phía nam. Và mình sẽ duy trì thêm một quân đoàn đóng ở đây nữa. Một quân đoàn mình sẽ đóng ở vùng này. Đề phòng cái thằng đồng minh, cái thằng châu Phi này ở đây này. Nó có thể làm gì đó. Khi nó thấy mình sơ hở là nó có thể làm gì đó. Mình không chắc lắm nhưng mà đây, ở đây mình đã có một quân đoàn rồi đúng không? Đây. Ổn rồi. Chẳng qua mình sợ thì chư hầu nó làm loạn thôi. Không có thì cũng không có gì vấn đề gì lắm. Đây nữa này. Rồi, nó có thể tấn công vào cái cảng này nếu có thể. Thôi qua lượt đi. Dạ, lượt này chắc không có việc gì làm nên mình sẽ qua lượt. Các bạn thấy không? Ngay cả khi đi tấn công mình vẫn luôn giữ chữ những lực lượng có thể khi cần thiết mình có thể phòng thủ hoặc tấn công các phe phái khác. Có nói theo một cách đơn giản đấy, có nghĩa là mình lường tối đa những điều có thể xảy ra và tối đa với những việc có thể xảy ra. Có lẽ mình sẽ cho lốt quân đoàn này lên phía bắc, lên cái chỗ cạnh thằng đất của thằng chư hầu, hoặc mình sẽ lên kia và mua full một quân đoàn đi. Quân có thể mình sẽ mua lính rẻ thôi, lính chính quy thì có lẽ thế là đủ rồi. Nhiều quá cũng không phải là giải pháp hay. Rồi, một trận đánh danh dự. Một trận đánh danh dự. Hạm đội của mình lại được lên cấp rồi. Có cả quân nổi dậy ở đây nữa kìa. Chúng ta đã tiêu diệt được 26 cái phái. Chúng ta còn 14 cái phái nữa cần phải xử lý. Mình có một cái thằng tướng, thằng đô đốc này nó lại có 2 sọc huyệt nhiệt huyết bị giảm. Thằng đô đốc này lại ngon thế nhỉ. Nó sẽ giảm sát thương của quân đội xuống.
Vì xây dựng. Xảo quyệt cộng 1. Có mỗi một cái con ngựa này là tăng cái này thôi. Cái này còn có cái đồ ngon hơn thì sao? Cái này nó chỉ tăng phí duy trì và tuyển dụng này. Nó giống cái này. Lính đánh thuê mình có dùng đâu. Giáp cho đội quân của tướng. Đây này, chúng ta còn ở đây một quân đoàn nữa. Có thể là mình sẽ cho nó ra đây. Và thằng này sẽ được cử lên đây. Nó tấn công vào đây á. Đấy là trường hợp nó thích đánh nhau nó mới tấn công được vào đấy. Mà với việc mình sử dụng đến nhiều quân đoàn ở đây như này thì nó... Cái thằng này nó trung thành với mình. Mình phải khẳng định là nó rất trung thành luôn. Đã trải qua rất nhiều vấn đề rồi và đến giờ này nó vẫn rất trung thành. On behalf of our people, welcome. Speak, friend, and honor us all with wit and wisdom. Cấp 12. Đây, chúng ta sẽ cố gắng lấy điểm ngoại giao với thằng này đã. Mình thấy nó không ổn rồi. Lại phải bôi trơn cho nó đi đó. Để ông anh Tây La Mã này nữa. Ông anh Tây La Mã này không chiến tranh hung nô à? Speak as a friend or as an enemy, but do so with honesty. À, với ông anh Tây La Mã này chỉ đề nghị cùng tham chiến thôi. I listen and speak for him in our dealings today. Nó chiến tranh với cả tá quân này. Mình cứ như này thì kiểu gì nó trả theo. Đấy, tăng điểm ngoại giao ngay mà. Đấy, thằng khỉ này này. Nó đang cướp bóc trên cái đảo này. Hạm đội của chúng ta vừa được lên cấp, tướng đô đốc chúng ta lên cấp. Vãi nhở, thằng này xảo quyệt cũng 5. Khử nó cho anh. Quân đoàn này đánh nốt chỗ này xong rồi sẽ rút về để nâng cấp quân đội. Nâng cấp giáp giết các kiểu. Vượt biển. Đi qua eo biển Hy Lạp và Ý để... Rồi lại lên cấp rồi, ngọt lắm. Rồi quân đoàn lên cấp. Cố lên một. Phải khó khăn lắm mình mới luyện được quân đoàn đây. Rồi. Bị chặn đường à? Ai già. Cứ học mắc và ám sát cho anh. Không cần nhiều. Không phải nói nhiều. Cứ lên đây đã. Đội điệp viên của mình rồi. Đi thám sát cho nào. Gặp thằng nào giết thằng đấy. How can I assist you? The funeral pyre already burns. Nó cứ lên bờ phát là mình giết. The Lord has granted me another chance. How may I serve you? Lucifer will be pleased. I am a shadow. Không sượt phát nào luôn, phải để giết hết bọn điệp viên của nó. Rồi, không được để chúng nó sống sót, nếu không nó phá con mình kinh lắm.
Đây rồi, sửa chữa đó. Cảng cá. Công trình vệ sinh. Đây, chúng ta sẽ tăng vào cái này. Phủ thống đốc. Có cần đến hai công trình vệ sinh không nhỉ? Chắc không cần đâu. Một, mình nghĩ là một là đủ. Ai Cập. Lương thực rất nhiều luôn. Vệ sinh 4. Tăng luôn nhỉ. Nó thực nhiều thì cứ tăng mắc lại lên xem nào. Ai Cập cái vùng này mỏ vàng. Cảng cá nữa. Đây, vùng này. Cung điện thống đốc đang trừ lương thực rất là mạnh. Vùng này lương thực ổn. Ôi ôi, lương cái này lên liệu có hết thực không đây? Dễ lắm. Dễ hết thực lắm. Hai mươi thực. Armenia. Đây chúng ta sẽ chuyển đổi nó thành công trình này á. Chuyển đổi nó thành nhà thống đốc. Chuyển đổi nó thành chợ lương thực. Vẫn phải có cái đập nước nhỉ. Ôi giời, tốn tiền lắm các bạn ạ. À quên mất, mình mua quân đây rồi mình lại không mua tiếp. Quên mất. Chờ xíu, tí nữa lại mua tiếp. Ngon. Rồi quân đoàn hạm đội à? Dùng hạm đội để đi khai hoang á? Ôi chết rồi, nó sẽ tấn công ở đây. Đây này, cái đám này này, nó sẽ tấn công vào đây. Chắc luôn. Rồi, lượt tiếp theo mới là có vấn đề, mới có việc để làm. Lượt này thì chưa. Vẫn đang âm lương thực lói. Vùng này hoang hóa quá. Lò rèn sắt. Hiện tại không nâng cấp bất kỳ công nghệ nào. Chắc
Trước mắt thì mình sẽ cho các quân đoàn mỏng mỏng này đi, nhưng mà về lâu về dài mình sẽ giải tán bớt những quân đoàn như thế đi, và mình sẽ thay bằng các quân đoàn có đầy đủ quân đội để nó đi hành quân đến các cái vùng này. Và mình có muốn rằng là các đội quân của mình nó phải sẵn sàng chiến đấu cơ, chứ không phải. Rồi, ở đây nó sẽ có hai cái đội spy của mình có nhiệm vụ là phải giết hết tất cả các spy của đối phương, không để cho chúng nó tiếp cận và tấn công các quân đoàn của mình. Đó là lý do tại sao mà mình chỉ nâng cấp ở nhánh ngăn chặn quân đoàn của đối phương và ám sát, chứ mình không cần vào cướp bóc kho lương hay cái gì cả. Việc đó là không cần thiết, mình không cần cướp kho lương hay gì hết. Mình chỉ cần một là ngăn chặn các quân đoàn đối phương. Ôi 47 tuổi mà chết á, thanh niên nào mà đã ra đi sớm thế. Chuyển đổi công trình này về đây, nó thành nhà thờ tôn giáo này đã. Tiếp. Vùng này là vùng nào? 40 lương thực. Xây luôn cái này để phòng thủ này. Rồi, cứ bình tĩnh. Một cái lên mắc thôi, và một cái nữa thì mình để từ từ. Đấy, thế có lẽ nó cân bằng lương thực hơn. Chứ không như hiện tại như này thì mình thấy mình thiếu lương thực kinh quá. Đấy. Rồi. Từ từ đã, chưa biết lên xây này là đập. Xem tình hình nó ổn định đã, bắt đầu mình mới tính mình sẽ xây trọng điểm một cái vùng nào đó để nó lên thực đã. Sau đó mình mới tính tiếp được. Cái vùng này bây giờ mình để nhiều công trình quá nhỉ. Hạ bớt xuống một công trình này. Xây thêm ruộng. Về vệ sinh của nó rất là cao rồi, không cần nhiều thế. Armenia âm khá nhiều lương thực. Vùng Asia này lương thực nó lại ở một cái tầm rất là chất. Đây rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái này. Ôi vệ sinh vùng này bằng không. Bằng không, nếu mình chuyển cái này sang cái công trình lương thực thì nó lại sẽ phạt 3 bẩn thỉu nữa, mình không đủ rồi. Khó nhỉ. Đập cái này đi, xây công trình vệ sinh ở đây vậy. Nói chung thì bất kể vùng nào mình cũng cần có một cái nhà thờ Hồi giáo. À, nhà thờ Tôn giáo. Xây ở vùng thủ phủ. Đang nghiên cứu là có lên xây ở đây không, hay là xây ở vùng thủ phủ, công trình tôn giáo ở thủ phủ, hay là xây ở làng. Xây ở làng hình như là chỉ xây được cái công trình xem đó này. Tăng trị an trừ 6 tiền. Cộng 5 trị an tuyển linh mục trừ 6%, nhưng nó không trừ lương thực. Tính đã, tính đã, tính đã. Nó vẫn không bằng với xây ở vùng thủ phủ được. Xây thủ phủ vẫn hay hơn.
Một quân cho lốt cho quân đoàn này đã chứ nhở. Ba cái xe bắn đá nữa. May mà mình tính mình cho quân ra đây, không thì nó sẽ tấn công ngay lập tức ấy. Khẳng định với các bạn luôn, đám này nó mà nhìn thấy mình sơ hở chỗ đấy phát nó đánh ngay. Ám sát hết chúng nó cho anh. Đúng rồi, không được để một thằng nào sống sót. Ui ôi, hùng nô nó đứng vây kín nhà. Có anh này du mục này. Rồi, lại được một trận chiến ngon rồi. Quân đoàn này cứ phải gọi là tầm rất là chất luôn này. Ôi, nó nhiều cái xe bắn tên thế. Có cả lính cung nữa. Đánh đêm cũng không chặn được bao nhiêu cả. Nó vẫn bò lên được. Bọn này gần như không có cung. Bọn này thì có ai là cung đời cuối này. Cung đời cuối đấy. Nó quân đoàn này không có. Rồi nó rất ít kỵ binh thôi. Đúng rồi, nói chung cái bọn Slaver này nó à mấy cái thằng dợ này nó rất ít chơi kỵ binh mà. Thế nên chúng ta mới cần dìu nhiều. Ôi trận này to lắm. Ôi vãi. Quân nó đông hơn mình rất nhiều luôn đấy. Nó đông hơn mình rất là nhiều luôn đấy. Protus đáng thương khi hắn hôm kia đã quên mất thể hiện lòng yêu thương với người khác. Protus là người đã đâm nhát dao cuối cùng vào Julius Caesar ở trong viện nguyên lão và nhân dân La Mã, dẫn đến cuộc nội chiến La Mã hình thành nên tam đồ chế lần thứ hai. Nhưng có một cái điều rất là đặc biệt, đó là Protus chính là hậu duệ của người đã khai sinh nên nền Cộng Hòa. Vâng, người đã khai sinh ra nền Cộng Hòa La Mã. Rồi, chúng ta sẽ mình rất thích cái địa hình này và mình nhớ cái địa hình này đây. Mình nhớ cái đồi này. Mình nhớ là mình đã đánh cái đồi này một lần gì đó rồi. Không được, vẫn phải xoay ra hướng này, nếu không Testudo không chịu được. Đây được à? Herculiani Seniores! Nó ở trạng thái mai phục.
Bọn này nó không có kỵ binh thì mình không cần pha lăng, mình sẽ sử dụng đội hình Testudo thôi. Chồng lên nhau thế này này. Đội diều thì cứ anh khùng núp ở trong này đã. Quân nó rất đông ấy, nên là mình không vội vội tấn công làm gì cả. Mình nhớ là cái đồi này không có lối lên. Mình nhớ là nó không có lối lên đâu. Chắc mình vẫn phải phá một trong những cái tháp canh này thì mới. Thôi kệ đi. Tóm lại là pháo chưa vội tấn công. Nó đông lắm, cứ để nó đổ bộ ra. The enemy has reinforcements. Wine and a warm woman or two. So, are we ready? Mình thử phát xem nó bị cháy rừng nhá. À không cháy đâu. Nó không vớ vẩn như kiểu ở bản trả chúng phát lào luôn. À thôi. Cháy rồi. Rồi. Nó có cái xe bắn tên kìa. Bắn nó cho anh chưa nào. Nó có mấy cái xe bắn tên liền cơ mà mình có quan sát ở đâu. Chúng ta chỉ có một cái lợi thế duy nhất là chúng ta bắn ở tầm cao thôi. Nó có 3 cái xe bắn tên, đây một cái nữa này. Rồi. Hiện tại thì mình vẫn đang ở trong rừng nhưng mà nó không quan sát được. Vãi cả bắn cầu Âu. Bắn này trượt kinh quá. Nó bắn toàn đi đâu ấy nhỉ? À đấy. 13, 11. Ồ, tốt. Bay màu đi cưng. Phải kéo cờ trắng mới xong được. Còn như này chưa xong. Thế mà vẫn chưa hết. Nhưng mà hình như nó sập hết pháo rồi. Đúng rồi, nó chạy đi rồi này, sập hết pháo rồi. Còn một khẩu nữa ở đâu nhỉ? Chưa nhìn thấy. Nó không cho quân lên à? Lên đây và bắn đạn xuyên giáp này. À, từ từ chưa phá được khẩu xe bắn tên của nó. Dừng. Rồi, vào đây đi. Nó không chịu công, mình sẽ công. Khu định cư của nó lại cháy rồi.
chúng ta đốt hết nhà của nó rồi. Ok, và tầm bắn của khung nó. Bọn này bắn xa thế nhỉ? Phi lý. Nó còn một cái xe bắn tên nữa ở đâu? Chưa nhìn thấy. Nó cảm giác như kiểu mưa thiên thạch ấy. Lực lượng đổ bộ nó đã vào hết đâu. Rồi, đã cho thằng tướng nó phát. Bắt đầu ấy. Bắt đầu thấy đạn bay rồi. Gớm nhở. Nó không chịu tấn công thì làm sao mình đánh được bây giờ? Hải quân nó đổ bộ nữa cơ mà nhỉ? Rồi. Thôi. Đây đây nghe. Tại cứ phải chờ chứ nó. Cho bọn kỵ binh là lên quả đồi và lấp sau cánh rừng. Bắn được nhưng mà nó bị bắn qua rừng thì nó cũng bị hạn chế. À, lực lượng đổ bộ nó ngắn nhất là bọn bộ binh kia kìa. Bộ binh kia nó đổ bộ mệt. Vào luôn, đánh nhau trước luôn. À đây rồi. Lộ diện rồi, bắn. Khẩu pháo cuối cùng của nó đây rồi. Nó bắt đầu điều động rồi. Rủ. Cố lên, đừng xịt nữa, hết mất đạn rồi. Khổ chứ con. Chết rồi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Hết đạn. À, sập hết xe bắn tên rồi à? À đâu, vẫn còn.
còn hai khẩu ấy này. Thiếu mất tí đạn. Nó đang tấn công dạng úp nóc thì không sợ lắm. Chính ra cái Testudo ở bản này là chuẩn nhất đấy. Bởi vì làm gì có cái chuyện như kiểu các cái bản kia là cứ đánh chả thì chết thì bao giờ bán đứng tất cả các hướng đều không bị bắn. Ở đây trời ơi, bị cái ra đây. Chắc là bị cái xe bắn tên thì nó dập rồi. Chắc chắn bị con này dập. Không bắn được. Ôi, đứng ở đây vậy. Nó còn có đội cung ở kia kìa. Thế tại sao mình không cận chiến với nó luôn? Tao sợ mày quá. Sợ đâu. Nó vẫn còn nhiều lính cung lắm. Đây, giết bọn này đi. Vòng từ đằng sau vào. Nhưng nhanh không kẻo chết rồi. Quân mình đang bị thương rất nặng. Testudo đi. Để cho bọn Steel này bật Testudo rồi. Rồi. Nhanh. Nó bắn tên rát quá. Chạy đấy, kìa, mấy thằng này cứ đứng không ra lệnh nữa là lại không chạy à? Ra đây. Chỗ này nó toàn lính cung. Làm nào lùa vào phát nó để đập nó luôn. Khó lắm các bạn ạ. Nói chung lính của nó thì mình không sợ lắm đâu nhưng mà... đẩy đội hình lên anh em. Mấy cái gì rồi, nhanh xông vào đây. Testudo. Testudo. Ôi nó bắn rồi. Lên Testudo tiến lên. Ôi nó bắn thấm lắm. Diệt hết bọn cung này của nó đã. Đây rồi. Vòng vào luôn anh em. Đây rồi.
chỗ này toàn lính cung. Vào luôn. Ô, còn không vào được. Không vào được. Vào đây. Toàn đến cung kìa. Testudo tiến lên tiếp. Rồi, dìu đâu, chém bọn này cho anh. Vào luôn. Thương vong nặng nề. Đây rồi. Cung của nó đông vãi cả đạn. Chúng nó tấn công kiểu giật nóc thì mình không sợ lắm. Vẫn bị thương này. Nhanh, cái con ngựa đuổi nhanh, chết hết con rồi. Tướng đâu? Cung nó nhiều quá. Đợi dìu đứng đây, tí nữa chúng nó sẽ vào. Tăng tốc lên. Rồi, không cần bắn tên. Nhanh, sự đẹp bọn này cho anh. Tháp canh ở đây à? Đội nào bị thương thì cho nghỉ đi. Lực lượng nó đang đổ bộ kìa. Nó lắm cung quá. Căn bản là nó có cái xe bắn tên mà mình không quan sát được. Nếu không thì mình cứ cho nó bắn hết tên thì mình xông vào được mà. Ê, không sợ, mấy thằng cung vẻ đấy không sợ. Lính kiếm, lính kiếp của nó thì mình không sợ. Mấy thằng này nè, nó giết quân của mình hơi nhiều đấy. Chúng ta ở đây thủ phủ nó kia kìa. Tiến ra đây luôn, Testudo tiến ra. Phá cái này đi. Xong. Đã phá hủy xong. Ôi, lực lượng tiếp viện nó còn đông lắm. Đúng rồi, nó tiếp viện đông rồi. Có mỗi cái đoạn đầu tiên nó nhiều cung thôi, bọn sau này chỉ teo teo thôi, sợ lắm. Rồi, vứt về. Rút lên đây. Đấy nhá, thằng tướng nó dùng hải quân của nó à. Để nó ném cho thi thế à.
chém chúng nó. Dốc nó đi Marauder. Chém cho nó không sượt phát nào chứ. Đây còn một cái tháp canh. Phá luôn cái tháp canh này nữa là xong. Rồi, cho chúng nó đổ bộ luôn. Nhưng mình sợ rằng mình không có quân để mà giữ nữa. Rồi, phá lốt. Xong. Cái tháp canh này thích ngoài biển thì không cần. Rồi, bây giờ chúng nó đổ bộ đây đi. Toàn quân đi ra đây, hỏi thăm chúng nó luôn. Chưa sập à? Tí nữa, bây giờ mà mình có cái đội kỵ binh này mà là kỵ binh của chính quy La Mã giống như thằng tướng này thì phải ngon không? Có phải từ nãy giờ chém bao nhiêu rồi có chết thằng nào đâu? Sập. Sao vẫn chưa sập này? Rồi. The enemy tower is no more than wreckage now. The god in heaven. Bọn kia không chịu đổ bộ à? Vào đây. À. Đây rồi. Zagmanic Warrior Hunter. Linh đánh xa nó đổ bộ trước à? Mình đánh xa nó đổ bộ trước anh em ạ. Mình hơi liều đấy, nó đông quân như thế mà mình dám để có một quân đoàn tấn công. Hơi bị liều. Lính cận chiến nó vẫn chưa đổ bộ. Cận chiến của nó mình lại phải sợ. Úi trời ơi. Chỗ này mà là Tamara của Đông Nam Á thì... Mấy thằng ất kia không chịu đổ bộ, anh bắn đốt hết thuyền cái mày giờ. Đốt thuyền nó cho anh. Rồi ra đây đi. Đổ bộ đi cưng. Sao anh ngắt chết thế? Quân của anh thương vong nặng rồi mà. Chúng mày còn đông thế kia cơ mà. Không dám ăn à? À, mấy thằng này đùa nhau à? Ơ mà chúng nó không đổ bộ là mình thua ấy. Hết giờ mình thua. Ôi giời. Ta từ. Mình nghĩ là mình cho hai đội Steel nó lên hai cánh này.
Ừ, bọn Speed đứng lại. Cho bọn này nó lén phi lùm nữa. Rồi. Chém chúng nó chết ngay tại bờ biển luôn. Mình muốn tận dụng cái đội phi, cái phi lùm đấy. Ờ, dìu à? Dìu thì gặp dìu. Để ta xem dìu chúng mày mạnh chỗ nào. Dìu một tay à? Úi dồi ôi cái đầu. À, đổ bộ à? Tốt. Chém chết cho nó tại bờ biển luôn. Rồi. Ui. Chém cho nó không trượt phát nào luôn. Rồi kệ thằng này đi. Cử một đội ra đây. Nào, đổ bộ lên nữa đi cưng. Rồi cứ cho đội dìu chém. À, cần gì phải đánh nhau nhiều. Với bọn cận chiến này cứ dìu mà phang. Úi xù. Úi xù. Úi. Chém cho vẹo người. Và tiếp đi. Hết à? Và tiếp đi chứ. Ôi đội dìu lùi lại. Đội đội kiếm dàn lên đây phát đã. Mấy pha lăng này lùi lại. Đổ bộ tiếp đi. Ok, mấy thằng mất dậy đây. Nó chơi bẩn bựa, nó không chịu đổ bộ là mình hết giờ mình thua. Ờ à, đúng rồi. Thế là đôi khi mình đánh nhau này phải có hạm đội đi ở yểm trợ đánh ở các cảng biển. Ơ à. Hết từ tên rồi đó. Nó không chịu trèo lên bờ ấy. Ô, hôn nhở. Nó dùng đúng cái chiến thuật của mình. Hết giờ là mình thua. Để mình không đánh được. Thôi xong, hết đạn rồi. Phải có hạm đội đi trận này mới ăn được. Zombie Master, à bọn này rất mạnh. Đấy, nó không chịu đổ bộ này. Ra đây mơi mơi nó phát ra nào, nó không chịu đổ bộ.
Ở đấy. Đúng rồi, di chuyển đi, chúng ta đổ bộ đi. Ai làm ăn thế? Vào đi chứ. Xuống sát bờ biển đi, đánh nhau cho xuống. Yeah, xuống sát bờ biển đánh nhau cho xuống. Ơ, từ 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 từ. Để chế độ bình thường thôi. Được rồi. Đúng luôn. Đúng rồi, phải thế chứ. Ai người lớn lại cứ chơi đứng ở trên bờ, chơi dưới biển ấy. Rồi, xuống luôn anh em. Xuống luôn, xuống luôn. Rồi, gì rồi. PK á, PK á. Xuất sắc, sắc thương chuyên giáp á. Xuất sắc, sắc thương chuyên giáp à. Ừ. Ngóng ăn ở đâu? Ồ. Còn một đội nữa không đổ bộ lốt đấy cưng. Còn cái thuyền cung nên nó không đổ bộ rồi. Rồi. Rồi đội speed này của mình không ăn được. Rồi đội rêu nó mới chém được. Ok, tướng của mình. À, chúng nó bỏ chạy rồi. Bỏ chạy hết rồi. Còn thằng nào? Ở đây còn thằng này nữa. Chạy hết rồi. Ủa, tướng của mình đánh nhau với bọn Pique máu chứ. May quá, tưởng nó không đổ bộ nữa thì mình SML. Ờ, thế như nó là tướng. Bay màu lốt rồi. Ôi, một trận chiến thắng phải nói là. Các bạn thấy cái đội dìu nó dã man không? Nó chỉ ra nó phây cho vài phát là chúng nó tan tác chạy hết. Vì dìu nó gây hoảng sợ mà. Ui, có 2.000 quân, dám đánh 6.000 quân. Vãi lúa. Các bạn chết nhiều nhất là vì cung tên nó bắn. À, cái xe bắn tên nó bắn kia được 155 thằng kìa. Mà đấy là mình còn giết bớt rồi đấy. Tí để tính là xe bắn tên này bắn kinh quá. Quân đoàn cấp 10 ấy nên là mới đánh được cái này, chứ còn nếu mà cấp thấp hơn chắc không. Nếu mà mình có cái đội kỵ binh xịn cơ nhỉ. Lùa bọn này thoải mái. Kỵ binh này vẫn là kỵ binh của Hung Nô, kỵ binh hạng nhẹ. Chết. Chết tại chỗ. Hồi 13% quân. We hunger for battle. Cũng khá khá quân. Ừ.
Bọn này nó có rút về không nhỉ? Sợ khả năng cao nó sẽ rút về. Chết rồi. Cho cái hạm đội đến đây, cậu giữ nó bắt. Ở đây nó còn mấy quân đoàn này, nó quay về nó đánh vào cái cảng của mình chứ nhỉ. Đấy. Mày đơn giản đó. Bây giờ đây, cho quân đoàn này lên đây. Chết rồi, quân đoàn này chưa di chuyển tới được. Luân chuyển quân đội ạ. Rồi. Được. Đây, phải có quân đoàn này đứng đây đồn trú vào đây á. Cho quân đoàn này ra ngoài. Rồi. Hoặc quay thì cũng chưa thể ăn được mình. Rồi. Để xem là tiếp theo nó sẽ làm gì á. Tỷ lệ phát triển cái phái. Ây da ôi. Chỗ này thì toàn hung nô. Vãi mấy anh hung nô. Ôi. Họ gió đầu. Ôi ôi. Quân đoàn này sao lại toàn lính đánh khuê này. Chắc là bị tiêu diệt nhiều nhiều rồi. Nhưng mà mình xem mình phải làm ăn nào với hung nô chứ. Vẫn đang cải tiến. I warn you that I have no stomach for the meek on ice. Nhưng mà để chắc cờ mình chắc cứ bôi trơn lên hung nô một tí. Talk of me. Không là nó làm loạn lên là chết đấy. Chết rồi, cái hạm đội này của nó, à quân đoàn này của nó. À không, nó chưa thể ngay được. Nó là quân đoàn thì nó chưa thể ngay được. Chưa thể ngay tấn công được. Mình sẽ xử lý hết cái đám nhâu nhâu này đã. Để đây rồi, cái hạm đội chủ lực của mình lên ở đây. Và quân đoàn chủ lực của mình ở đây nữa. Quân đoàn này thì đang rút về. Thôi được. Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Tại sao mình phải cho một quân đoàn lên đây? Bởi vì nó mà quay vào chỗ này chúng ta không hồi được quân. Mà chỗ này nó đánh vào là rất là mệt. Mặc dù là mình nghĩ là mình đủ khả năng ăn được nó ấy, nhưng mà thực sự đánh kiểu thế cũng hơi mệt. Mình không muốn đánh kiểu thế. Đấy, nên là tại sao mình phải rút tạm về thế. Rồi. Và về cơ bản thì sau thì mình cũng sẽ tuần dần bổ nhiệm, thành lập các cái quân đoàn để đóng ở những cái vùng trọng yếu như này này. Mình sẽ có một quân đoàn chủ lực, ít nhất là một vùng có một quân đoàn chủ lực để có thể triển khai quân đến. Chúng ta không phải là Mỹ để có thể triển khai toàn cầu trong vòng 24 tiếng được. Chúng ta phải có sự sắp xếp và bố trí lực lượng trước đó. Đó, chúng ta đã giữ được thằng này ra đây. Tất nhiên là mình sẽ không đánh ngu gì mà đánh. Rút về chứ. Nào. Nó không dám tấn công, bạn thấy chưa? Nó không thể tấn công được, chúng ta lại có hạm đội ở đây bảo vệ rồi. À, vẫn dám tấn công rồi. Vẫn vẫn chết mất hạm đội này của mình. Nó đánh cái gì ấy? Ôi ôi. Tấn công cảng của mình á. Nó tấn công cảng của mình thôi.
Tôi bay màu mất một thằng tướng rồi. Thắng bằng niềm tin à? Thôi chịu vậy. Đô đốc cấp 2. Đô đốc level 2. Dụ nó ra mà nó vẫn không được. Rồi ơi. Hy sinh mất một hạm đội rồi. Nó cũng không dám tấn công vào thành của mình đâu. Ngon không? Ngon ăn không? À. Dám tấn công hạm đội mình. Nhưng nó đông quá. Này nó có đến hai hạm đội liền. Kinh nhỉ. Bọn này nó lại hổ phết. Nó lại hổ phết. Mình không có cái đô đốc. Không có đô đốc hải quân nào có khả năng đánh đêm nhỉ? Ý xem có đô đốc hải quân nào có khả năng đánh đêm. Hình như có mà. Kinh, bọn nó, bạn thấy không? Nếu không ấy, nó lên nó đánh cái quân đoàn chủ lực của bên trên kia mà chết thì mình còn toi ấy. Còn cái quân hạm đội Quỳ Mía này thì mình để gây dựng thôi thì cũng không sợ lắm. Nó khôi phục đằng nào mình có đây tướng dự bị. Nó không dám tấn công vào cảng, nó chỉ tấn công kiểu thế thôi. Còn Hung Nô bây giờ nó định làm gì nhỉ? Ajax này, chúng ta mà kiểm soát được Ajax này nữa thì chúng ta sẽ có thêm vùng cảng biển đây nữa. Ông anh Tây La Mã ở chúng ta cứ đóng quân châu Phi thôi. Rồi. Marcoman bị tiêu diệt. Nhiệm vụ thất bại. Vấn đề của nhà nước. Con bạc. Một trong những thẩm phán của ngài đã đến và nói rằng hắn đã đặt cược cả vị trí của mình. Quái quỷ nhỉ? Mấy cái tào lao này thì chắc cũng không có gì gớm lắm. Mình hy sinh mất một hạm đội rồi. Thái tử đang ở một cái chức. Thằng này chưa có thành tích gì nên là không bổ nhiệm được. Cho nó lên chức học giả, chính trị gia mới nổi, người xử lý. Tình báo à, chống tình báo à. Thằng này nó là thằng chống tình báo. Đô đốc này không có cái rank để tăng xảo quyệt nhỉ. Có tăng xảo quyệt thì mình xử đẹp ngay cái bọn này. Tăng kiếm rồi. Một lượt nữa mới xong. Cả lương thực. Ở đây có cả mỏ vàng, vãi lúa. Tăng thực trước đã, đang hết đã, đang chết đói rồi. Cộng 90 lương thực đây này. Lương thực đấy.
Nhà thờ tôn giáo. Ô vãi nhở. Lương thành hết lên cấp 4 này, không biết có đủ thực không? Vùng Ai Cập. Vùng này cái vùng này xây hai cái ruộng được, cái vùng này làm gì mà xây nữa. Một trăm bảy mươi chín lương thực, vệ sinh cộng 7, nghĩa là mình vẫn có thể tăng được một chút xíu nữa. Tốt. Ai chà, Asia. Đập công trình này đi đã. Mình không thể xây công trình, vẫn phải xây công trình vệ sinh ở vùng này. Nếu có cái công trình này rồi, nó sẽ bị phạt chị An. Rất là khó nhé. Còn một cái công trình này thôi, xoay luôn này được. Hết tiền. Yes. Ready for battle. Quan trọng là nó có dám tấn công đổ bộ vào đây không. 4 quân đoàn. Hạm đội thì không đáng sợ lắm. Quân đồn trú ở đây xem nào. Ồ. Không được, được. Điều động quân tiếp viện ra ngay. Rồi. Swift as the angels. Is that all? Thằng này thì thủ ở đây được chứ còn. Đúng rồi. At your command. Sang tên cho thằng này mấy con ngựa. Commander. We hunger. Lên đây. Để thủ cái thằng này, làng này chắc phải gần này quân. Cái làng trên này thì gần này quân là được rồi, nó vẫn phải vây. Được. Sang mùa tuyết rơi. Cắm trại để hồi quân đã. How may I serve you? At your service. Đi do thám xem là spy của chúng nó còn ở đâu nữa. How may I serve you? Heaven be praised. Would that I were swift as the angels. Nó cũng đang bị chiến tranh tàn phá rất là nặng nề. Ôi, một quân đoàn của nó đang đóng ở đây. Vào đây. Kinh nhỉ? Khi không thì chúng nó lắm quân thế nhỉ? Hình như nó định chơi tất tay mình sao ấy. Để mình đang tính các bạn ạ. Mình tính siêu đã. Bỏ đội cùng đi. Phế chả làm gì cả. Chưa vội khai hoang lên làm gì hết. Nó cử ngay một quân đoàn lên đây rồi. À, mình đóng cái hạm đội vào đây rồi thì nó ốp một cái hạm đội vào đây rồi thì nó không dám tấn công. Nó, hoặc là nó không thể. Chắc ổn đấy. Để xem tình hình nào các bạn ạ. Giờ mình cũng chưa chắc đâu. Rồi mình giải tán quân đoàn này và mình sẽ
cho nó về vùng trên kia đã. Giải tán dần các quân đoàn đó. Đây là một quân đoàn khá đầy đủ. Mình chỉ cần tuyển thêm ít kỵ binh nữa là được. Như thế này không cần đánh dìu, chúng ta thêm 4 đội kỵ binh Tamata nữa là đẹp. Cho nó phòng thủ ở phía nam này. 4 đội xạ kỵ và 4 đội Tamata là chúng ta sẽ đập nhau tốt gọn phương đông này. Hoặc là mất đi 2 đội 4 đi. Là thủ chắc rồi. Nó không có lính xuyên giáp mấy mà. À, tại sao mình không tuyển quân của nó nhỉ? À, nó toàn quân kiểu này. Xem có quân gì xịn xịn đâu. Biết đâu được mấy con ngựa con ngon. Ấy, kỵ binh của nó ngon thế. Tất nhiên so với Tamata chúng ta thì không bằng cả. Mình đang đau đầu. Thống đốc tăng 1 nhiệt huyết. Tăng 1 nhiệt huyết. Nào để xem thằng kia nó sẽ làm gì với mình nữa. Tính thì tính từng nước một. Không có cơ, chứ còn không thể là có cách nào các bạn ạ. Phải bảo vệ được những quân đoàn chủ lực và những thành phố lớn. À, đánh à? Ăn được không? À. Rồi, nó khô máu rồi. Các bạn thấy chưa? Nếu mình không rút quân đoàn này ra đây thì sợ mình không ăn nổi đâu. Trận này nó lại là một cái trận rất là lớn rồi. Rất rất lớn luôn. Ồ, 1, 2. Chưa rồi, chúng ta không có lính dìu. Nó lại rất nhiều dìu. Không nhiều dìu lắm đâu. Cung xe bắn tên. Hạm đội của nó không có thuyền pháo. Chỉ chủ yếu thuyền cung. Có hai đội này này. Hai đội này là chất này. Rất nhiều lính dìu đấy. Nhưng mà nó sẽ đổ bộ từ từ. Nó không thể đổ bộ nhanh được. Hai quân đoàn này sẽ đánh đầu tiên à. Được rồi. À, mình có pháo. Pháo thì không sợ rồi. Pháo lã lát dìu đó luôn. Nó có một cái xe bắn tên. Chỉ chú ý để xử lý cái xe bắn tên nó đã. Không, mình chết đấy. Ủa, trận này nó lại phải nói là cực kỳ lớn luôn rồi. Trận này còn khó hơn trận lúc nãy. Trận này thì phải gọi là cực khó chứ không phải là khó nữa. Một quân đoàn có nửa chưa đầy đủ mà phải đánh nhau với 4 quân đoàn full. 4 đội full. Kể cả quân đoàn này có full đi chăng nữa cũng còn khó đánh chứ đừng có nói là thiếu quân này. Chỗ này mà mình có thêm khoảng tầm 2 đội dìu, không cần đến 4 đội, 2 đội thì chắc nó chết. Đám này mình chặn lối nào được nhỉ? Chặn lối này đây. Lối này thì để quân mình nó còn trèo đấy. Ôi ôi, cái thành thằng nào thiết kế cái thành này đây không biết. 1 2 Nếu chặn nó có khả năng nó tấn công hướng này không nhỉ? Rất thấp. Về lý thuyết mình chặn ở lối này là nó không vào được nữa. Có 4 đội speed cứ cho nó đứng ở 4 hướng là được. À,
không có nhiều kỵ binh gì. Xem nào, tấn công chống kỵ binh. Chống bộ binh có 10 thôi. Bật Testudo đúng kiểu của La Mã luôn. Testudo. Nó thích vào từ hướng nào thì nó vào. Defense Testudo. Rất may chúng ta có pháo. Nhưng mà pháo không đặt được, đặt từng khẩu một. Cái địa hình nó chật quá, không thể đặt pháo. Understood. Battle group ready and awaiting orders. Auxilia Palatina. Ready for orders. Hold. Battle group awaiting orders. Hold. Auxilia Palatina. Rồi. Cho sứ mấy thằng này lên tường này. Melee infantry at your command. Defensive positions. Auxilia Palatina. Thằng này lên tường này làm cái quái này. Bố trí thế nào cũng không phải dễ trận này đâu. Trận này không phải dễ tí nào đâu. Tầm bắn của nó đến đâu ấy? Pháo. Bắn được cái xe bắn tên. Nhưng mà tạm thời cho nó dừng bắn đã. Đổ bộ cưng. Rồi đất ơi. Xe bắn tên nó ở xa này không bắn được. Mình chặn cái lối này. Nó vào đây, chắc nó sẽ vào lối này. Mấy ông thủy quân lục chén này cho lên nữa. Nhanh, còn thằng nữa vào luôn đi. Rồi lên đây cho anh.
Từ nhá. Lực lượng kỵ binh rút ra ngoài này đã. Xem tình hình quân địch nó nào đã. Nó chỉ có một đội ngựa thôi. Ngựa này thì cũng không đáng sợ lắm. Totally destroyed. Large Onager. Nó vẫn đi cái cổng này cơ. To the barricades. The enemy attacks. Fire! The enemy is attacking our general. Nó đòi đánh nhau mình. Rồi đánh nhau mình. Ngu đọc học. Vấn đề là nó rất nhiều pike. Lính cung nỏ này mình sẽ cho đi lùa thôi đó. Nó tấn công ra cổng này à? Bắn vào đây đi cưng. Đừng bắn ra đây nữa. Rồi phòng thủ giật nóc mà sợ. Ôi, lực lượng đổ bộ nó ra rất đông. Lùa ngay. Cổng này đông ghê nhỉ. Chết rồi, chỗ này nó lính pike nhiều quá. Come on,
Vào đây. Đây rồi. Ra đây, ra đây, ra đây. Nó nhiều lính pike quá. Pike thì giáo của mình. Lính pike giáo mình lại không chống được. Đội quân nào vỡ trận và bỏ chạy. Xuống đây cưng. Nhanh xử lý hết mấy thằng tầm xa nó phát đã để sẵn rồi cho. Ôi đây đội này đang căng lắm này. Đội này cũng đang rất là căng. Rồi lên đây tiếp. Nó có đội pike rất đau đầu. Thử nhá. Bọn này là bọn hải quân thì mình không sợ lắm. Pháo đang bắn rất cầu bầu. Speed thì hoàn toàn không sợ. Sắp phải cho quân tiếp viện ra rồi. Nó vẫn tấn công giật nóc mình như thế này à? Chết giỏi là nó có rất nhiều pike. Ba không trụ được rồi đây. Ba không trụ được nổi rồi đây. Nó dồn hết ra cổng này. Sử đẹp nó cho anh. Chưa xong à? No.
chưa thể tiến sâu được. Cứ bình tĩnh. Thằng này vẫn đang phải đứng ở đây để chịu đòn cho đội quân. Chúng nó vẫn còn tiếp tục đổ bộ đấy. Nó 4 quân đoàn cơ mà. Chúng ta mới đánh được bao nhiêu mà tinh tướng. Chiến tranh kiểu giật úp nóc này mệt. Tôi chết tờ đòi, cổng này bị tấn công. Lại phải rút đội này về đây vậy. Nó thấy hở phát là nó đánh ngay. Khôn như chó. Nó vẫn bắn giật nóc của mình như thế này. Kinh nhỉ. Ôi. Bậc thầy giáo binh Bắc Âu á. Thế thì nó mạnh hơn mình đấy. Thầy giáo binh Bắc Âu mạnh lắm. Chưa hết tên à? Mình không ăn được mà. Bậc thầy giáo binh Bắc Âu nó mạnh hơn mình ấy. Hết tên chưa? Chắc phải cho vào đây sốc mấy phát để chúng nó bay màu chứ không thì chết. À rồi. Cổng này có mỗi đội speed chống đỡ làm sao được trong khi nó có tướng. Speed nó không chỉ để chống cái binh thôi. Ôi nó có hai đội bậc thầy giáo binh Bắc Âu ở đây, mình xong rồi. Hơi liều nhưng mà chắc phải thế. Ôi quân đổ bộ nó vẫn tiếp tục vào. 4 quân đoàn đánh 1. Rồi chúng ta sẽ bắn đạn xuyên giáp đấy. Chắc là mình chưa dám cho đội tướng vào ta sốc với nó. Sốc nguy hiểm lắm, chết. Đây có thêm bộ kiếm này, nó vào nó yểm trợ phát. Đỡ hẳn. Rồi. Cứ bắn đạn xuyên giáp đây. Chỉ thế mới làm được. Từ từ nhá.
toàn đi kiếm một Kike. Chỗ này có vài thằng dìu thì nó lại bảo là sao nó không ngon. Lùa hết. Vẫn tiếp tục đổ bộ vào à? Bắn bắt này cho anh. Giải quyết cái cổng này đã, để còn rút quân đi các cổng khác. Ồ. Đơ hàng hải. Enemy units have been rallied. Từ từ đã. Sốc phẳng mặt nó cho anh. Bọn này không đáng sợ lắm đâu. Nói trước thì hải quân thì mình không sợ. Từ từ đã. Đây, như này. Thế rồi, quân của mình. Ôi, thuyết viện vẫn tiếp tục kìa. Tập trung vào đây giải quyết hết bọn này. Hải mới chả quân. Enemy units have returned to the battle. Rồi, giải quyết được bọn này. Nhanh, xử lý cái cổng này xong nó còn rút quân đi chứ.
rút ra đạp cho nó phát. Kỵ binh thì đứng nhây thì không ăn thua, để đạp thì nó mới mạnh. Xong rồi, đám này nhấp nháy rồi, chuẩn bị rút quân đi được rồi, chuẩn bị điều kỵ binh sang bên kia. Ồ, đội gì nó đang vào kìa. Bốn quân đoàn đánh một, tao đến sợ với cái chiến thuật của chúng mày. Cố lên, còn 70 thằng. Về. Rồi. Không bắn đây nữa, bắn đây cho anh. Một đạo quân nào đã vỡ trận rồi bỏ chạy thế. Cái kiếm của mình còn nguyên mà. Chắc chỉ có mấy thằng mà. Ồ. Rồi, dã vào đây đi. Ra đây. Hết rồi thì ra tập trung quân với thằng tướng kia. Bắn giật nóc à? Bốn mươi thằng ra bổ sung quân luôn. Sao? Ra đây tiếp đi. Bắn giật nóc này mà không hiểu. Rất may là chúng ta có Testudo đây để đỡ cho quân. Rồi. Mình sắp hết tên rồi. Vỗ thẳng mặt ra cho anh. Đã gọi là kỵ binh của Hung Nô thì đánh cận chiến cũng được mà sốc cũng được. Rồi, ngon. Nó có đôn mấy đội PK cả chúng ta một chút. Từ từ. Khi mà nó áp sát phát thì bắt đầu chúng ta mới sốc. Nếu không thì không ăn được bọn PK đâu. Nào, chúng mày còn quân đâu nữa. Quyết khô máu cho nó rồi. Rìu đây. Con người chạy nhanh lên sao nào. Đây rồi, quân tiếp viện đây. Mày quá, hai đội sát thương xuyên giáp đang không ở đây. Ngay lúc này. Đạp vào lưng chúng nó.
Rồi, chúng ta sẽ xử lý hết bọn này. Ôi, tuyệt viện tiếp tục vào. Sống làm sao được nổi đây. Thôi lùi lùi lại xíu đi cưng. Rồi đứng ra đây, cho mấy thằng dìu đi ăn đòn luôn. Sốc thẳng mặt nó cho anh. Xạ kỵ nó cũng sốc như là cận kỵ luôn. Bay màu cho con. Chưa bao giờ đánh đánh quân địch đông gấp mấy lần mình. Trời ơi. Mà không dám vào à. Rồi, dìu thì về căn bản là chống kỵ binh kém. Ngay lúc này bậc thầy giáo binh Bắc Âu ấy, không đùa được. Ra đây đạp thằng Ike này thôi. Ôi, lực lượng đổ bộ nó vẫn đông thế kia thì chết tôi rồi. Vớ vẩn cho tướng đánh nhau tiếp là chết đấy. Nó còn đông quá. Nhanh giết ngay thằng này không thì nó vào nó sốc lốt. Phải úp vào lưng nó không thì bọn kiếm này làm sao chịu được. Sợ quá nhỉ. Phải giải quyết nhanh bọn này. Ôi, tiếp viện. Xạ kỵ mà phải đi đạp, như là cận kỵ sốc kỵ này. Nó toàn bậc thầy giáo binh Bắc Âu. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Này chưa bao giờ, chưa có bao giờ được khô máu như hôm nay. Rồi. Giết nó. Trời đất ơi.
và nói tiếp. Chết đến người cuối cùng. Ui dồi, nhìn cái đội nhỏ tiếp viện của nó kia chán quá rồi, không biết nói thế nào. Nhìn cái đội tiếp viện của nó kia chán hẳn luôn đấy, chán thực sự luôn. Nhìn đội tiếp viện của nó chán thực sự luôn rồi. Không biết còn bao nhiêu thằng nữa. Còn bao nhiêu thằng nữa vào lốt đi. Tầm này thì anh khô máu với mày rồi. Đánh đến người lính cuối cùng luôn, thật sợ thật. Nó lại đang đổ bộ tiếp kìa. Tiếp tục. À đây 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 đây, tranh thủ ngay lúc này. Không phải hướng này. Ôi nó còn đổ bộ đông lắm. Ôi ôi. Bọn chúng nó toàn. Nhìn mà thực sự thì thấy nao nòng. Ra đây đi. Chuẩn bị. Ái giả, nó bắn được mình rồi. Ôi dồi ôi. Mình phải cơ cấu lại quân đội phát ra. Rồi. Tôi nhớ ở chỗ này xem nào. À. Có một đội kiếm khá mạnh. Có tận 3 đội kiếm đây cả.
Đấy, nó tấn công úp nóc. Cùng tên nó rất là nhiều, nó có lính dìu rồi. Chuẩn bị rồi. Chết rồi, mình đã chuyển hết. Nó dồn hết ra cổng này, nó đánh rồi. Không sao, giải quyết đám cung tên của nó đã. Rồi. Nó tấn công úp nóc à? Ôi, nó bắn thẳng sau lưng. Bắt đầu ra đây. Nhanh. Không biết cái đội chỗ này lấy trụ được không. Nó toàn dìu chết rồi, mình toàn sát thương xuyên giáp, mình không chịu nổi dìu đâu. Đừng chết tướng của mình là được. Cố lên. Trận đánh này được, phải nói được. Trận chiến, nó bắn hết tên rồi. Ôi, làm sao điều quân được ra để bảo để giúp cái đội dìu này bây giờ. Anh về đây phải sốc ngay bọn dìu này, không thì sắp qua cái cổng mình rồi. Về đây còn sốc ngay bọn dìu rồi đó, không mình qua cổng rồi. Chỗ này nó toàn lính dìu, lính kiếm của mình không chịu được lính dìu. Tầm này mình kiếm chỗ này không thể chịu được lính dìu rồi. Nhanh. Nhanh, 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 nhanh. Ok. Cố lên, chỗ này đạp cho nó một phát đã xong rồi. Nhanh, 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 đội này nữa. Nhanh. Phải đạp vào lính dìu không là sắp vỡ trận chỗ này rồi. Nhanh.
nhanh. Nhanh kẻo không kịp nữa rồi. Nhanh. Lấy lại tinh thần. Nhanh, xử lý nhanh bọn cung tên này đã để ra sốc mấy thằng gì của nó. À. Rồi, nhanh. Go. Đây rồi, đội này còn nhiều quân nhất này. Ra đây. Nhanh không, đội kiếm của mình sắp vỡ trận rồi. Nhanh. Tướng nữa. Hy sinh tướng trận này cũng phải đánh. Đạp thẳng bọn dưới cho anh. Không còn cơ hội nữa rồi. Rồi, đạp thẳng mặt bọn dìu. Nhanh, không cả mấy thằng kiếm này sắp chạy đến nơi rồi ấy. Rồi, rút ra đây. Đạp thêm 2 phát nữa là được. Nhanh, đuổi nó. Rồi. 90 thằng ra đây đi. 30 thằng ra đây. Gì? Phải đạp nó không là mình chết. Ơ, thế mấy thằng này không đánh nhau à? Ai? Quân nổi loạn này. Ồ. Đúng rồi, chỉ có đạp cái này nó mới chết được bọn dìu đó thôi. Nhanh, không bọn kiếm nó không chịu nữa rồi. Cố lên. Mấy con ngựa này đâu ấy? Ra đây nhanh. Mấy cái xe bắn đá nó đang bỏ chạy kìa. Các vị thần đã phù hộ chúng ta. Đúng là các vị thần đã phù hộ chúng ta. Giết hết đội dìu rồi đó. Mình biết mà, dư này chỉ có cho kỵ binh vào đạp thì mới ăn được, không có cách nào cả. Cứ phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời ấy. Ui dồi ôi, nó 8.000 quân. Mình có 2.000 quân. Nó đông gấp 4 lần mình. Trong khi mình lại không, mình chỉ cần có thêm vài đội, mình chỉ cần có 2 đội dìu thôi là mình đã giải quyết trận chiến này rất nhanh rồi. Nhưng tiếc là mình không có đội dìu. Chỉ cần có 2 đội dìu nên là bọn chúng nó tan lát cực nhanh. Sợ thật, chúng nó đến 8.000, hơn 8.000 quân. Đông gấp 4 lần quân mình. Không thể đỡ nổi. 4 phút, 4 quân đoàn hạm đội, 4 hạm đội và 4 quân đoàn phút mà. Ôi. Trận này đáng nhẽ phải là heroic victory mới đúng. Ôi, có đội kiếm của mình kia nó chém được 600 thằng, gần 700 thằng kìa. Nó lại ở một cái tầm khá chất đấy.
Lính của nó thì toàn lính đời cuối chứ. À, rồi. Không mất bất kỳ một đơn vị quân nào. Tuyệt vời. À, mình nghĩ là mình không cần phải truy sát bọn này. Cứ để cho chúng nó còn cái quân tàn tạ này thì nó cũng chả đánh được ai hay hơn. Nó đỡ mua quân. Ôi ôi. Hay đấy. Mày chết định à. Biết thế nào là phản đam chưa? Tuyệt vời quá. Quá tuyệt vời đấy. Rồi. Phải nói dùng một từ là trận chiến quá tuyệt vời. Trận chiến phải nói quá tuyệt vời ở đây. Mình đã pháo. Tướng này chắc là phải được phong anh hùng. Đây là quân đoàn dự bị của mình mà nó đánh. Quân đoàn dự bị mà đánh quá hay luôn. Nó phá hết nhà của mình rồi. Hết nhà của mình rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.